Những điểm báo trước khi chết. Những người tu hành đã đắc đạo, họ an lạc, tự tại, thong dong giữa hai bờ sống chết, họ có thể tái sinh về bất cứ cõi giới nào họ muốn. Còn chúng sanh mê muội, phàm phu tục tử đều phải tùy nghiệp mà thọ sanh, tức là sau khi chết, phải chịu sự dẫn dắt của nghiệp lực mà thọ sanh về cảnh giới thích ứng cho nghiệp mà mình đã gây tạo. Nói vậy không có nghĩa là Phật tử tin vào thuyết định mệnh, tức là cái đã sắp đặt sẵn mọi chuyện, mình phải đi theo cái có sẵn ấy. Ở đây, không phải vậy, người Phật tử tin rằng mình là chủ nhân ông của chính mình, tuy nhiên, một khi mình không làm chủ được mình để cho ác nghiệp đã được xảy ra, thì chính cái nghiệp ấy sẽ trở lại điều khiển mình. Do đó, người Phật tử hãy thận trọng trong mọi hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình, từ nơi đó sẽ đưa chúng ta tới an lạc, và cũng từ nơi đó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau. Trước khi một người chết, có những điểm báo trước, có thể tùy theo mỗi người mà có cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện hay cảnh giới ác, và những điểm này sẽ giúp cho ta dự đoán được nơi thọ sanh của người quá cố. Những điểm lành báo trước sẽ có thể sinh về tịnh độ. Tâm hồn không bị bối rối. Biết trước ngày giờ chết. Tâm niệm chân chánh không mất. Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo. Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm. Ngồi ngay thẳng, chắp tay niệm Phật mà chết. Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà. Có hào quang sáng soi vào thân thể. Nhạc trời vang dội giữa hư không. Tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người ở lại. Những điểm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi trời. Móng lòng thương mến. Phát khởi thiện tâm. Lòng thường vui vẻ. Chánh niệm được rõ ràng. Thân thể không bị hôi hám. Sống mũi không xiên xẹo. Tâm không giận dữ. Tâm không luyến ái tài sản, vợ, chồng, con, dòng họ. Mắt luôn trong sáng. Ngửa mặt lên trời và mỉm cười. Những điểm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người. Đến khi chết vẫn nhờ nghĩ đến điều lành. Thân không đau khổ. Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ. Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn. Đối với việc lành giữ nhận rõ không lầm loạn. Tâm tánh ngay thẳng không ưa sự dua nịnh. Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình. Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng. Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết. Sanh lòng chánh tín, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đến đối diện quy y. Những điểm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục. Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ. Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà giở mó hư không. Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận. Người sắp chết kêu gào than khóc. Đi ra đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết. Nhắm nghiền đôi mắt. Thường hay che ốp mặt mày. Nằm nghiêng mà ăn uống. Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám. Gót chân, đầu gối luôn run rẩy. Sống mũi xiên xẹo. Mắt bên trái hay động đậy. Hai mắt đỏ ngầu. Áp mặt mà nằm. Thần hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất. Những điểm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ. Liếm môi miệng. Thân nóng như lửa. Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống. Mắt thường hay trưng lên mà không nhắm. Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ. Đầu gối bên phải lạnh trước. Tay bên phải thường nắm lại. Những điểm báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh. Yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ. Ngón tay và ngón chân đều co quắp. Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi. Tiếng nói ra khò khè. Miệng thường ngậm đồ ăn. Trích trong sách của một lạt ma Tây Tạng. Ha ha ha,